Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Đó thì hôm nay em có một cái bình bình giữ nhiệt các bác nhá. Thì bình này nó bình thủy đó. Bình thủy chứ không phải như là giống như cái bình này đâu. Nó bình này bên trong nó là inox. Đó thì nó có giữ lạnh. Còn cái bình này nó bình thủy này. Đấy. Nó sẽ giữ nước sôi. Cái bình này là của hãng Tiger bác nhá. Đó, thì dung tích của nó là đây, nó có ghi đây, thì như nó là hơn 2 lít. Thì là 2,4 lít thì phải. Này nó kiểu như hàng trưng bày bác ơi, nó bị bẩn. Này bác về vệ sinh cho sạch hơn. Còn hàng này em đảm bảo các bác là hàng chưa sử dụng đâu. Rồi, 2,24 là khoảng gần 2 lít rưỡi, cho 2 lít rưỡi. Đó, các bác nhìn thấy không? Rất là đẹp. Đây, bác nhìn kỹ này. Made in Japan. Model là nó BNB A220SI. Đó, Made in Japan nhé. Những con nó mà chưa sử dụng là rất là ít, con này chỉ thiếu mỗi cái vỏ thùng của nó thôi. Đây này, thì con này đây là cái tem của nó này, đấy, tem của nó, người ta bán hàng người ta vẫn còn treo ở đây, mà em tháo nó ra, đây này, Tiger nhá, có một con duy nhất nhá, em nhắc lại các bác có một con duy nhất thôi, 2,24 lít, model của nó đâu, nó y chang với cái thùng của nó luôn, bác nhìn thấy không, 6 sen. 6.000 yên. Đó thì tương đương 6.000 yên bác cứ nhân nhân với 20 thôi, không cần nhiều. Bây giờ nó hai mấy ấy, yên nó hai mấy ấy. Thì 6.000 yên thì nó vừa khoảng 1,2 triệu bình này. Đó, bình giữ nhiệt. Nước sôi, bình thủy. Và bác có thấy không? Nó khá là đắt tiền nhé. Đấy. Đấy là dung tích 2 lít thôi, có cái dung tích 3 lít, 4 lít nó còn mắc tiền hơn nữa cơ. Đây này, đây là nguyên là một cái tờ giấy cũng như là cái thông số kỹ thuật như gì đó. Đó. Đấy, kiểu như là tem của nhà sản xuất nó kèm theo cái này nó hướng dẫn sử dụng cái gì đó. Đó. Đây là có một quyển nữa cơ. Đó, nó có mấy tờ cơ. Đây này, có hướng dẫn sử dụng. Này, các bác có thể dịch ra. Đó. Có thể tìm hiểu thêm. Đấy, không được tránh này, nghiêm cấm này, xuống nước thực trực tiếp lên đây để rửa. Đấy, nghiêm cấm nhá. Không được bê bình nghiêng. Đấy. Tại sao nó sản xuất ra cái quai sách này? Có những cái đồ mà có những quyển sách này nên các bác có thể sử dụng nó rất là dễ dàng, nhìn phát là có thể biết được ngay. Đó. Những cái gì lên và những cái gì không lên. Đó. Đây. Đun nước. Đó. Không tránh ra cái chỗ này. Chính xác tầm tay trẻ em. Đó, nói nó chỉ có vậy thôi. Các bác này về dịch ra tiếng Việt. Đó, cái này sản xuất tại Nhật Bản, chính gốc luôn. Rồi. Đó, thì cái bình này bác cái bình giữ nhiệt ấy, đa số bình thủy ấy, nó hay bị hư ở cái chỗ này. Bác nhìn thấy kia, khi hư chỗ này hoặc là hư ở cái phần này. Đấy, tại vì nó sử dụng nhiệt rất là cao. Bác nhìn giữ nhiệt rất là nóng nhá, bác nào xài những cái này là bác biết rồi, nó cực kỳ là nóng luôn, nó giữ nóng rất là lâu đó. Nên là nó hay bị hư cái phần nhựa này, tại vì nước nóng nằm trong đó là nó ấy cái này đó, nên cái phần dưới này đa số bằng kim loại, phần trên này bằng nhựa nhưng mà vẫn không chịu được nóng quá lâu, thời gian dài nó bị. Thì cái này là cũng của thằng Tiger nhưng mà cái này thì nó cũ rồi đó. Thì em cũng để đây em xài rồi, cái này sản xuất tại China này. Còn cái này là Tiger nhá, bác nhá. Xuất tại Nhật Bản nhá, các bác nhìn bên trong của nó này. Đó, cái này là bơm bơm bằng đây. Đó, rất là nhẹ nhá, rất là nhẹ, nhẹ nhàng cực kỳ luôn. Khóa lại. Đây, còn nó mở này. Đó, các bác nhìn bên trong này. Đây, đấy.
Cái này nó là dưới thủy tinh nên nó làm rất cẩn thận, tránh rơi xuống cắm vào trong cái phần bình thủy trên trong làm vỡ, nên nó làm thế này, làm cực kỳ an toàn luôn. Đây là bằng inox hay bằng gì thì không biết. Đây, bao nhiêu thấy không? Mới là nó còn nguyên như vậy, mới cứng luôn. Đây, nếu mà sử dụng rồi là nó nóng, là nhìn nó khác. Đây này, nó bên trong bình thủy mới cứng cựa luôn, giòn riết này, đó, phần nhựa. Thì tại vì nó chưa sử dụng thì nên nó mới còn đầy đủ catano như thế này thôi. Đó. Chứ còn nó sử dụng rồi thì nó không còn như vậy đâu. Nó dung tích 2,5 lít. Đó, chỉ có một con duy nhất. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua thì cứ gọi trực tiếp cho em. Đó thì đấy, các bác nhìn thấy cái giá của nó thôi. Như này, nó giá nó không không hề rẻ gì bên Nhật. Đó thì cái này em cũng mua được có một cái thôi, cũng không có nhiều. Đó thì em để cho bác một cái giá nó rất là hữu nghị. Đấy, thì bác cảm thấy mua được thì các bác mua, mà cũng không mua được cũng cũng không sao cả. Đó thì bác đừng có so với phích Việt Nam mình nhé. Nếu mà so với phích Việt Nam mình thì hãy mua phích Việt Nam mình, không cần mua phích của Nhật đâu. Đó, phích Việt Nam mình rơi vào tầm khoảng 200 gì đó thôi. Đó, còn cái này thì giá nó khác, nó đã gấp mấy nhất mấy lần cơ. Thì cái này em bán cho bác nhé. Đó thì giá của nó là 700 ngàn đấy, một cái. Đó. Nó mới cả cái thằng bình đun thì nó cũng tiền gần gần như nhau. Như cái này là không phải đun nữa nhá, lưu ý nhá, cái này là không phải đun đâu, chỉ là giữ nhiệt thôi, không phải đun. Đó thì bác nào mà hay uống trà các thứ đó, đun nước sôi đổ vào đây đúng không, nó xong bắt đầu đẩy ra một chỗ ngoài xa. Đó, đây em có cái vạch báo nước đàng hoàng. Đấy, giá 700 quá nhá. Đấy, mới lắm, rất là mới nhá. Cái này nó bác về vệ sinh đi, để lâu nó bám bụi. Còn hàng chưa sử dụng là chưa sử dụng, còn đầy đủ luôn. Đó. Đấy, cái giá của nó này, 6.000 yên đó, 6.000 yên, không phải là rẻ. Rồi, thì video của em đến đây là tạm dừng nhá. Đây, đó, em có một cái nồi cơm của Hitachi, cái nồi này là 1,8 lít nhá, 1,8 lít. Đúng, hàng mới về chưa có vệ sinh lau chùi bạn, nhưng mà cũng còn khá là đẹp. Nổi nặng như là cái cùm luôn. Chỗ này nó bị chắc một tí đó, chả ảnh hưởng gì đâu bạn. Đây, vận chuyển đấy, bao zin tuyệt đối luôn. Bao nhiêu? 12. Dung tích là 1,8 lít. Màu đen RDZ S G SG 18G. Nó là 1,8. Thì thường là nó 1,8 thì nó sẽ ghi là 18, và 1 lít thì nó ghi là số 10. Đẹp lắm bác nhá, rất là đẹp. Thế này em chưa vệ sinh, còn nếu mà vệ sinh rồi nó đẹp hơn. Nhưng con này em bay em đang thử nước, thấy bay nó có dỉ một tí hơi ra đây đấy, một chút ra đây đấy. Thì bác nào mua được thì mua thôi. Đó, không có sao cả, có sao mình nói vậy luôn từ ban đầu. Không mua về anh đun anh bảo xì hơi điện thoại cho em là mất công lắm. Đây, trên này có chảy một chút xíu, một chút đỉnh đấy. Không đáng kể, nhưng mà ngoại hình nó đang còn rất là đẹp. Mà em nói thật, cực kỳ đang còn đẹp luôn. Màu đen của nó này các bác vừa nhìn ở bên đây này. Đó, màu đen của nó đấy nhá. Bác nào có con này rồi thì xài rồi thì đây, em tắt nhá, tại vì bác đó trời. Còn khá ok bác nhá. Trời, còn rất là đẹp nhá. 1,8 lít đó, tình trạng nó bị như vậy rồi. Bán cho các bác một cái giá cực kỳ hợp lý luôn, không bao gồm phí chuyển. Đó, 1,5 triệu. Đấy, các bác nào đến trước thì mua được em này với một giá 1,8 lít nhá, chứ không phải 1 lít nhá. 1,8 lít. Đó. Thì cái son thì bác nhìn nó cũng bị nóng quá.
5,5 triệu đó, bị lấm tấm rồi. Nói chung là không xin nhờ với nó đâu các bạn, không bao giờ dính được cơ. Rồi cái nồi này các bác có thể mua về này, hầm xương này, hầm gì kho cá hay gì, kho cơm gì bác, mít tám mà cũng đẹp rồi, nó bị lỗi nhỏ như vậy. Rồi xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.